ở ngoài kia còn vô vàn những người siêu giỏi giỏi hơn thắng ơi rất nhiều giỏi hơn nhóm chúng tôi rất rất nhiều lần tuy vậy thắng ơi là một trong những nhóm rất thích và thực sự rất yêu thích việc chia sẻ những kiến thức tới mọi người mong rằng những chia sẻ của chúng tôi có thể còn những sai sót có thể còn chưa phải là những cái kiến thức hay nhất bổ ích nhất đối với quý anh chị và các bạn. Nhưng những chia sẻ của chúng tôi mong sẽ là động lực để những người giỏi hơn chúng tôi, để những anh chị và các bạn đang rất giỏi, chưa muốn chia sẻ hoặc chưa có động lực chia sẻ, sẽ tiếp tục chia sẻ tới cộng đồng để lan tỏa cái tình tình cảm cũng như là lan tỏa cái động lực tới nhiều người hơn chia sẻ về thị trường tài chính, chứng khoán, bất động sản cũng như là những chủ đề kinh doanh, khởi nghiệp trong thời gian sắp tới. Hãy ủng hộ chúng tôi để chúng tôi có nhiều động lực hơn trong việc chia sẻ bằng việc đăng ký kênh và subscribe kênh để chúng tôi nhiều nhiều hơn nữa những tinh thần để phục vụ quý anh chị em và các bạn trong thời gian sắp tới. và 10 cái công trình trọng điểm mà chúng tôi muốn trao đổi chia sẻ với anh chị và các bạn trong hôm nay bao gồm thứ nhất là cầu Cát lái thay phà Cát lái nối với quận 2 cầu Phước Khánh nối với Cần Giờ cầu quận 9 nối với Nhân Trạch dự án thành phần 1A đoạn Tân Vạn nối với Nhân Trạch đường 319 nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành dầu dây cao tốc Bến Lức Long Thành À, đi qua cầu Phước Khánh, à, kéo dài tuyến metro số 1 Suối Tiên à, Nhân Trạch, đường Liên Cảng số rộng 99 m tại Nhân Trạch và sân bay quốc tế Long Thành là 10 trong số những rất nhiều những cái dự án mà có thể sẽ tác động tới cái đất nền của Nhân Trạch, tác động tới cái thành phố Nhơn Nhân Trạch trong à, những năm sắp tới và một cái điểm mà chúng ta muốn điểm qua trong buổi chia sẻ với anh chị và các bạn hôm nay đó chính là việc chính phủ đồng ý phê duyệt cho đồng nai đứng ra làm vai trò uh, uh, chủ, uh, chủ động trong cái việc xây dựng cái uh, cầu cắt lái nối Đồng Nai với lại thành phố Hồ Chí Minh và chính xác là nối Nhân Trạch với quận 9 thì đã đe đang đem lại một cái luồng gió mới cho cái thị trường bất động sản tại Nhân Trạch trong những tháng cuối năm 2019 sắp tới. Vậy câu hỏi được đặt ra là chúng ta có nên đầu tư vào đất nền vào các cái dự án bất động sản ở đây hay không? và những điểm cần phải lưu ý như thế nào trong cái quá trình đầu tư tại đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem và bình luận cùng với Thắng ơi để ủng hộ thắng ơi cho ra nhiều video hữu ích hơn trong thời gian sắp tới anh chị và các bạn đừng quên ấn like cho video này đăng ký kênh cũng như là sẽ chia video tới cộng đồng và những cái diễn đàn bất động sản để nhiều người cùng chia sẻ cùng bình luận với thắng ơi trong cái việc kinh doanh trong thị trường bất động sản thị trường chứng khoán và các hoạt động kinh doanh khác trong thời gian sắp tới. À, đi vào cái chủ đề mà chúng ta muốn chia sẻ với anh chị và các bạn đó chính là việc à, sốt nóng đất nền tại à, nhân trạch đồng nai trong những tháng vừa qua là đã đang đem lại à, những cái động lực nhất định cho dân đầu tư bất động sản đang có những cái góc nhìn về cái thị trường bất động sản tại nhân trạch và đặc biệt là chính phủ đã đồng ý theo cái quy hoạch cái dự án À, nối liền à, à, giữa quận 9 và nhân Trạch dự án cầu cắt lái 7.200 tỷ nối nhân Trạch với thành phố Hồ Chí Minh sẽ được à, xây dựng và được phê duyệt Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai kiến nghị với chính phủ cho phép Đồng Nai thực hiện cái chủ, cái thủ tục và phương án khả thi để triển khai cái dự án xây dựng cầu cắt lái thay cho phà cắt lái hiện hữu và đã được à, sự thống nhất của chính phủ là đồng ý cho Đồng Nai đứng ra à, làm cái đề án này. À, tuy vậy thì chúng ta cái điều đầu tiên chúng ta cũng phải à, lưu tâm đó là cái dự án này thì nếu mà có hoàn thành thì cũng phải tới năm 2025 thì mới có thể khánh thành cái dự án được với cái việc là Đồng Nai bắt tay ngay vào việc à, chia làm 3 gói thầu, một gói là đường dẫn lên cầu phía thành phố Hồ Chí Minh à, giao cho thành phố Hồ Chí Minh phải xúc tiến ngay một phía là đường dẫn lên cầu phía đầu Đồng Nai thì giao cho phía Đồng Nai làm ngay và xúc tiến ngay cũng như là cái trục chính tức là cái cái phần chính của dự án đó là cầu bắc qua cái khu vực hiện nay đang là cái phà cắt lái vẫn là cái nút giao thông mà khá là nghẹt mà khiến cho là mặc dù thì Nhân Trạch là một trong những cái vùng đất mà gần rất là gần cách quận 1 thành phố Hồ Chí Minh chỉ 20 cây số thôi nhưng mà gần như là trong suốt 20 năm vừa qua thì vẫn được coi là một thành phố chết và có rất nhiều những dự án tại đây đã biến thành những dự án ma Liệu cái cây cầu này có thay đổi được điều đó hay không và liệu uh, chúng ta đầu tư bất động sản vào Nhân Trạch uh, ngay bây giờ thì có hữu ích hay không thì chúng ta cùng phải sẽ chia với anh chị và các bạn những lưu ý như sau. Thứ nhất là những cái thông tin liên quan tới 10 cái dự án ở đầu video Thắng vừa nói cũng như là dự án trọng tâm uh, nối liền quận 9 thành phố Hồ Chí Minh và Nhân Trạch của tỉnh Đồng Nai thì đã cái đề án này đã được nêu ra là từ rất lâu rồi không muốn nói là đã khoảng tầm 10 đến 15 năm rồi và con số chính xác thì chắc nó cũng phải tầm 15 năm rồi và tại sao 15 năm qua thì dự án này vẫn gần như là một trong những cái dự án mà nêu ra nhiều nhưng mà vẫn treo ở đấy là có một vài cái lý do cần lưu tâm như sau cái lý do thứ nhất là cũng giống như là Cầu Phú Mỹ thì đến nối cái quận 9 và nhân trạch, chúng ta cũng phải làm một cái cầu gọi là có cái chiều cao khá là cao để có thể tàu thuyền và container có thể ra vào được cái cảng hiện nay vẫn đang vận hành một phần tại khu vực cắt lái và có thể sẽ phải phục vụ một số cái cảng mà phía trên. Khi mà phải đi qua cái khu vực uh, hiện nay là cái phà cắt lái thì chúng ta cũng phải sẽ phải xây một cái cầu đủ cái chiều cao để phục vụ cho cái câu chuyện uh, tàu thuyền lớn như vậy. Do đó thì không phải chỉ là một cái câu gọi là cái cây cầu thông thường giống như là cầu Sài Gòn hay là những cái cây cầu mà chỉ cần bắt qua sông mà cần phải có một cái cây cầu đủ lớn để uh, đủ lớn và cái kinh phí tại sao lên tới 7.200 tỷ nguyên nhân là như vậy. Cái điều thứ hai nữa là cái câu chuyện ở đây về cái tốc độ triển khai cũng như là cái yếu tố thực hiện của cái cây cầu này tại sao lại chậm như vậy. Có hai cái nguyên nhân chủ chốt. Trước đến nay thì cây cầu này đều được thành phố Hồ Chí Minh đứng ra làm cái đề án cũng như là xin phép chính phủ của những cái khóa trước, khóa này Khóa trước là hai khóa của Thủ tướng Dũng, à, khóa này thì là Thủ tướng Phúc. Thì đều được thành phố Hồ Chí Minh À, đưa ra cái đề án và thành phố hồ chí minh thì có rất nhiều công việc công to việc lớn thì rất nhiều và những cái việc à, giải quyết những cái phần việc gọi là cấp bách cấp thiết của thành phố hồ chí minh thì được ưu tiên làm trước liên quan đến đường trường trạm trong nội thành thành phố hồ chí minh cũng như là những cái dự án à, à, gọi là mang tính à, trọng lõi và có tác động tới cái à, tổng sản phẩm của thành phố Hồ Chí Minh là liên quan đến cái hoạt động kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh. Do đó thì cầu cắt lái mặc dù là được đưa vào cái đề án rất lâu rồi nhưng vẫn chưa phải là một cái dự án gọi là cấp bách cấp thiết để thành phố Hồ Chí Minh làm ngay. Và một điều chúng ta cũng cần phải lưu tâm. Theo chúng tôi nghiên cứu thì được biết rằng là thành phố Hồ Chí Minh địa phận thành phố Hồ Chí Minh cũng còn cái quỹ đất khá là lớn chứ không hề nhỏ giống như nhiều người tưởng rằng là thành phố Hồ Chí Minh uh, đã gọi là kín rồi, đã tức là đã không còn 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 đất để mà 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 xây dựng nữa, không còn đất để phát triển nữa. Nên cái nhu cầu thực tế mà thành phố Hồ Chí Minh đưa cái dự án phà cắt lái này làm ngay là điều không có. Lý do là bởi vì nếu làm ngay thì cái việc mà thay thế cái 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 Ví dụ như là tôi nói một cái câu chuyện rất là giản đơn như thế này để anh chị và các bạn dễ mừng tượng. Nếu như cầu cắt lái được xây dựng xong thì đất và những cái hoạt động mà đầu tư ở khu vực quận 9, quận 2 Sẽ được dán ra ở phía Nhân Trạch, Đồng Nai sẽ nhiều hơn Là bởi vì là cái quý đất ở bên phía Nhân Trạch, Đồng Nai thì còn khá là nhiều Và cũng dễ cho cái câu chuyện giải tỏa và đền bù à, Bên cạnh đó nữa thì cái khoáng đường mà như chúng tôi vừa nói là nó không xa với thành phố Hồ Chí Minh lắm Không xa quận 1 lắm Do đó thì nhiều nhà đầu tư lớn sẽ có khuynh hướng đầu tư về phía Nhân Trạch, Đồng Nai nay, do đó thì Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm gần đây thì thực sự là cũng không có cái sự thúc đẩy đủ đủ mức, đúng mức để có thể triển khai cái dự án này sớm. vì đó vì như vậy nên là nó đã kéo dài và chính vì nó kéo dài rất là lâu nên là nó dẫn đến cái 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 một cái khung cảnh gọi là rất nhiều các cái khu đô thị ma ở nhân trạch uh, trong suốt cái khoảng thời gian những cái cơn sốt đất được chiến, gọi là diễn ra thì chúng tôi sẽ điểm qua trong video này cho anh chị và các bạn đầu tiên thì chúng ta phải nghiên cứu một vài cái số liệu liên quan tới thành phố hồ chí minh để biết được rằng là liệu thành phố hồ chí minh có còn quỹ đất hay không có còn nơi để phát triển hay không tại sao lại không muốn mở rộng về phía đồng nai bởi vì thực ra mà nói thì anh chị và các bạn cũng phải cùng quan điểm với thắng rằng là mỗi thành phố, mỗi một cái tỉnh thành khác nhau thì có một cái kế hoạch, một cái chiến lược phát triển khác nhau. Do đó cái câu chuyện mà tập trung cho dân số tại thành phố của mình, tập trung cho cái quỹ đất hiện tại và phát triển cái, cái 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 kinh tế trên cái nền tảng của cái thành phố của mình, của cái đất đai của mình hơn là cho cái câu chuyện phát triển ví dụ như phát triển những cái thành phố vệ tinh khác và điều này cũng là cái nguyên cớ dẫn đến câu chuyện đồng nai đã nóng ruột hơn thành phố hồ chí minh và đứng ra muốn làm cái vai trò chủ chốt và bên cạnh đó thì đồng nai cũng được cho là số lượng cái công việc và các cái dự án thì không nhiều vào thành phố hồ chí minh nên họ muốn rằng là thúc đẩy sớm cái dự án này nên họ xin chính phủ được đứng ra làm vai trò là chủ chốt để thúc đẩy dự án và để mong rằng là phát triển cái thành phố nhân trạch à, có thể là nhanh hơn mạnh hơn và bớt đi những cái hiện tại những cái hiện trạng hiện nay à, chúng ta điểm qua một cái thông tin khá là đáng quan tâm đó là một số cái dữ liệu mà quý anh chị và các bạn có thể không quan tâm lắm nhưng mà theo chúng tôi thì nó là những thứ mà chúng ta nếu là những người làm công tác phát triển dự án lớn thì cần phải quan tâm liên quan tới cái việc là cái dân số của thành phố hồ chí minh hiện nay thì như thế nào mật độ dân số thì ra làm sao và những quỹ đất còn lại của thành phố Hồ Chí Minh thì nhiều hay ít thì thưa với quý vị và các bạn là tổng cộng là cái dân số cái diện tích của thành phố Hồ Chí Minh như sau diện tích tổng thể của thành phố Hồ Chí Minh bao gồm các quận huyện là 22 triệu sáu uh, 2.061 km vuông 2061 km vuông. Với cái tổng cộng dân số là 8 Sorry anh chị em và các bạn để chúng tôi xem lại cái số liệu chính thức là 8.993.082 người. Và uh, thành thể thì chiếm khoảng 80% tương đương với 7.127 à 7, 127 364 người và nông thôn thì chiếm khoảng 27 20.75. À nhiều người nói rằng là thành phố Hồ Chí Minh mà có nông thôn thì thưa với anh chị và các bạn là khu vực thưa với anh chị và các bạn là khu vực Củ Chi, à, khu vực Cần Giờ, à, một số cái tỉnh à, một số cái, cái 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 quận huyện đặc biệt là các cái huyện vùng ven thì cái mật độ dân cư của thành phố Hồ Chí Minh vẫn được được cho là cái vùng nông thôn và quý đất của khu vực những cái khu vực này còn rất nhiều do đó thì cái dân cư mà được cho là nông thôn ở thành phố Hồ Chí Minh thì chiếm tới 20.75% tương đương với 1.865.718 người và hiện nay thì mật độ dân cư của thành phố Hồ Chí Minh thì là 4.363 người trên 1 km vuông. Như vậy là chúng ta thấy được rằng là rõ ràng là cái quỹ đất của thành phố Hồ Chí Minh nếu thực sự cần khai thác và phát triển thì cũng còn khá là nhiều. Đây cũng lại là một cái luận điểm để chứng minh rằng là thành phố Hồ Chí Minh thực sự là chưa cấp bách lắm với những cái dự án để mở rộng thành phố, phát triển về các cái hướng thành phố vệ tinh là Đồng Nai, là Bình Dương, là Long An. Nên là các cái dự án mà gọi là gọi là kết nối này thì chủ yếu là được thúc đẩy từ phía chính phủ cũng như là những cái vận động hành lang của các cái tỉnh vệ tinh, của các cái thành phố vệ tinh. Còn thành phố Hồ Chí Minh thì nếu mà để cho họ phát triển thì họ sẽ tập trung hơn vào các cái dự án ở trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh và nếu có thì phát triển ra ngoại ô của thành phố Hồ Chí Minh thôi. Đặc biệt là trong năm vừa qua thì anh chị và các bạn thấy rằng là đất ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh đã được thúc đẩy phát triển rất là tốt. Đất ở khu vực uh, một số cái quận ví dụ như là Nhà Bè uh, của thành phố Hồ Chí Minh, Tân Phú của thành phố Hồ Chí Minh, quận 7 thành phố Hồ Chí Minh, uh, Cần Giờ À, cũng có một phần cái khu du lịch nghỉ dưỡng và phía uh, củ chi thì cũng được uh, thúc đẩy và đưa ra những, những những cái dự án rất là lớn uh, đặc biệt hơn cả thì một trong những cái dự án mà được thúc đẩy mạnh mạnh uh, phát triển trong giai đoạn gần đây đó là phía uh, quận 2 uh, của thành phố hồ chí minh bằng việc là phát triển cái hầm thủ thiêm cũng như là đang có cái thúc đẩy cái hai cái cây cầu cầu Thủ Thiêm 1, Thủ Thiêm 2. Thủ Thiêm 1 thì đã hoàn thành rồi thì đang làm Thủ Thiêm 2 để phát triển mạnh hơn. Các dự án sẽ thúc đẩy nhiều hơn ở khu vực Thủ Thiêm, dự án tiêu biểu nhất đó là dự án Sala. Thì điểm qua như vậy thì chị thấy được rằng là rõ ràng là cái câu chuyện nhân trạch thì đó là một câu chuyện của bài toán đường dài, còn đường ngắn thì rõ là nó đã không thực sự hiệu quả. Và chúng tôi có thể cho anh chị và các bạn nhìn qua cái toàn cảnh cái khu đô thị uh, ma ở Nhân Trạch qua những cái cơn sốt đất thì trong cái kế hoạch tổng thể của thành phố Nhân Trạch có hàng trăm các cái dự án thành phần với nhiều lợi thế chính vì vậy nơi đây đã trở thành cuộc đua của của cái việc mà các cái dự án phát triển khu đô thị khu dân cư tuy nhiên cái thành phố mới này không thu hút được người dân đến sinh sống như kỳ vọng và hàng chục dự án chết lâm sàng đây không phải là cái câu chuyện là nhà đầu tư lớn hay nhà đầu tư nhỏ mà nhà đầu tư dù có lớn bằng mấy đi chăng nữa nhưng tầm nhìn không tới và đã phát triển tức là gọi là Chọn đúng người, chọn đúng cái vị trí đất đẹp Nhưng mà sai thời điểm thì vẫn có thể là đã ăn những cái trái đắng Trong suốt cái chiều dài lịch sử kể từ năm 1996 tới nay Tức là hơn 20 năm thì nhiều dự án ở cái thành phố nhân trạch này vẫn được xem là dự án ma bởi vì ma là bởi vì nó không có người ở xây thì rất đẹp và hạ tầng thì rất tuyệt vời nhưng không có người ở và đổ lỗi để mà để để đổ lỗi và các cái ông chủ những cái dự án này khi mà phát triển không thành công thì đều đổ lỗi cho cái câu chuyện đó là chậm triển khai của dự án phà cầu cắt lái thay thế cho phà cắt lái thì liệu nó có đúng hay không hay là cái 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 dự án phà cắt lái này lại chính là cái nguồn thông tin mà nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong vòng 20 năm trở lại đây để lấy cái cớ để thổi giá của cái khu vực nhân trạch trong suốt thời gian vừa qua thì gần 20 năm qua thì huyện nhân trạch tín đồng nai từng được kỳ vọng là một thành phố mới phát triển nhanh chóng là vệ tinh đắt giá của thành phố hồ chí minh một đông Sài Gòn sầm ớt. Tuy nhiên sau 20 năm đến nay thì đô thị Nhân Trạch À, được nhiều người trong giới địa ốc vẫn gọi là nhân trạch bằng những từ không mấy thiện cảm Đó là thành phố ma hay cú lùa lớn của thập niên à, 1996-2019 Và nhìn lại quá khứ thì có thể nhận thấy tại đây cũng vì thông tin nhiều dự án hạ tầng giao thông được bơm thổi Giống như chúng tôi vừa bơm và thổi cho anh chị và các bạn vào một cái tư duy về câu chuyện là rất nhiều dự án siêu tuyệt vời kết nối với nhân trạch như đầu video chúng tôi nói quá lớn nên đã liên tục xảy ra các cơn sốt đất ảo kết quả đến thời điểm hiện nay thị trường dường như đã mất niềm tin vào khu vực này nhưng một điểm chúng ta lưu ý rằng là sau mỗi lần sau một cái cơn sốt ảo đó thì giá bất động sản tại nhân trạch có khuynh hướng là đóng băng không suy giảm và đứng yên sau đó thì lại có một cơn sốt khác và anh chị nên nhớ rằng sau gần hai hơn 20 năm thì đất ở đây bây giờ đã không còn rẻ. Chúng tôi đã có tham khảo gọi điện cho một số các cái đầu làm môi giới tại đất uh, gọi là đất đẹp, đất có sổ đỏ, đất uh, gọi là chắc chắn về mặt pháp lý thì nó không hề rẻ như quý anh chị và các bạn nghĩ. Nó có thể được thổi giá lên một số cái tuyến đường chính giá còn cao hơn cả đất ở bên quận 2 quận 9, thậm chí một chỗ nơi đã đang có một cái tình trạng gọi là sốt nóng quá mức. Cái nguyên nhân không chỉ đơn giản là vì các cái dự án à, được bơm thổi trong thời gian gần đây mà dẫn đến cái giá đất nền ở đây nó cao như vậy mà bởi vì cái cái, cái chương trình bơm thổi cái dự án, tất cả các dự án ở Nhân Trạch là đã được uh, gọi là bơm trong vòng hơn 20 năm qua. Do đó thì giá ở đây nói uh, là có tăng nữa không thì chúng tôi vẫn dự báo rằng là tương lai thì vẫn còn tăng. Và sớm hay muộn thì cầu cắt lái cũng phải làm. Các cầu, các cái dự án mà trong đầu video nói thì chắc chắn sẽ làm. Nhưng thời gian khi nào làm và khi nào hoàn thành thì đó là một câu hỏi còn được bó ngõ. Và liệu khi hoàn thành xong thì giá đất liệu có tăng giống như kỳ vọng hay không? Tôi lấy ví dụ như một số tuyến đường lớn ở phía Nhân Trạch đang được chào bán với cái mức giá khoảng 40 tới 45 triệu trên một mét vuông. Đất đẹp, đất sạch thì thưa với anh chị và các bạn dư địa tăng thêm. Liệu có còn nữa không khi mà giá đó thì cũng đã gần như là không kém gì so với đất bên phía quận 9 và phía quận 2 thành phố Hồ Chí Minh rồi. Hơn thế nữa thì cái cơn sốt đất này thì chúng ta sẽ điểm qua nhanh để anh chị và các bạn nhìn thấy là 20 năm qua thì bao nhiêu cơn sốt như thế nào. Thì nhìn lại quá khứ có thể nhận thấy tại đây cũng vì thông tin nhiều dự án hạ tầng giao thông bơm sối như vậy mà dẫn đến cái câu chuyện là kết quả thì đến thời điểm hiện nay thị trường dường như là mất niềm tin rồi. Bộn bề hoang vắng và anh chị và các bạn nếu cần thì chúng tôi sẽ sẽ có thể dẫn anh chị và các bạn sang tận nơi để review những cái dự án mà thực sự là giải phóng mặt bằng và triển khai về hạ tầng thì siêu đẹp Nhưng có một cái điều không đẹp đó là nếu như đi vào khoảng tầm 5 đến 6 giờ tối Thì anh chị và các bạn sẽ thấy rằng là nó đúng nghĩa như thành phố ma ở trên Đà Lạt luôn Một số căn nhà ma ở trên Đà Lạt luôn Xin lỗi không phải thành phố ma mà căn nhà ma ở trên Đà Lạt luôn Tức là không ai ở cả, không có ánh đèn Và rất là âm u rất là kinh khủng luôn Thật sự là như thế và chúng ta điểm qua nhanh để anh chị và các bạn đỡ mất thời gian như sau. Cơn sốt đất đầu tiên của Nhân Trạch diễn ra vào năm 1996 khi huyện này được phê duyệt quy hoạch lên thành phố là đô thị loại 2 với sân số dự kiến năm 2005 là 100.000 người cho diện tích 2.000 hecta và đến năm 2020 thì khoảng 500.000 người tức là khoảng nửa triệu người và có diện tích khoảng 8.000 hecta huyện nhân trạch có đầy đủ các khu chức năng như khu công nghiệp dân dụng và đô thị Thực ra thì đến thời điểm hiện nay thì với cái kế hoạch của năm 1996 thì số lượng dân cư tại khu thành phố Nhân Trạch đã đủ rồi bởi vì ở đây thì cũng không thiếu gì các cái nhà máy xí nghiệp để chuyển về đây và lượng công nhân về đây làm thì cũng rất là nhiều. Tuy vậy thì công nhân thì cái khả năng tiếp cận với lại cái nhà với cái mức giá cao hoặc là với những cái khu đất, những cái dự án với cái mức giá cao thì thực sự công nhân không có khả năng tiếp cận. Do đó thì họ cũng chủ yếu là ở phòng trọ hoặc là có hay chăng thì là mua và tiếp cận với những cái dự án nhà thu nhập thấp hoặc là nhà tái định cư thôi Lần thứ hai thì giá đất nhân trạch lên đỉnh đầu năm 2006 khi có thông tin xây cầu nối với quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy chúng ta sẽ thấy được rằng là từ năm 2006 thì đã có thông tin về cái cầu này rồi. Và cái cầu này như vậy là chính xác là từ 2006 đến giờ thì chính là đã đã 13 năm về cái thông tin cầu này rồi nên là nó không còn gì nó không còn hề, không hề mới một chút nào cả. Và đến năm 2014 thì dự án sân bay quốc tế Long Thành được thông qua chủ trương và đất đai ở huyện Nhân Trạch đại sốt lên lần thứ ba Đó là dự án về sân bay Long Thành. Và từ 14 đến nay thì cũng đã 5 năm qua rồi mà như cái 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 việc mà giải phóng mặt bằng với lại triển khai xây dựng cái sân bay Long Thành thì cũng còn đang nằm ở trên giấy. Lần thứ tư là năm 2016 khi mà thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị thủ tướng chấp thuận chủ trương bổ sung quy hoạch xây dựng cầu thay thế phà cát lái. Đấy, 2016 lại một cơn sốt đất nữa và điểm đầu điểm đầu dự án kết nối với nút giao thông Mỹ Thủy quận 2 và điểm cuối là kết nối với phà cát lái hiện hữu khoảng 1,5 km thuộc xã Phú hiếu huyện Nhân Trạch. À, lần thứ năm là hồi tháng 8 vừa qua khi Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai họp với thành phố Hồ Chí Minh về phương án xây cầu Cát Lái và gần đây nhất là cái thông tin là chính phủ đồng ý cho xây cầu cho thành cho Đồng Nai đứng ra làm gọi là, là 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 là, được phép về mặt chủ trương. Vì theo cái quy hoạch mới vào năm 2020 nhân trạch có thể đạt tiêu chí đô thị loại 3 đến năm 2026 thì lập đề án công nhận đạt tiêu 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 chuẩn loại 2 quy hoạch mới giúp nhân trạch giảm ra thêm 6 năm để hoàn thành các tiêu chí về đô thị loại 2. Tức là thành tức là chính phủ vẫn rất là gọi là ưu ái đối với cái thành phố này liên quan đến câu chuyện là phát triển chưa được thì cho thời gian gọi là delay thêm 6 năm nữa để phát triển để có thể thành đô thị loại 2. và đây cũng lại là một cái cú hích nữa để có một cái cơn sốt nóng trong thời gian sắp tới cùng số phận với những dự án thành phố mới Bình Dương, Long An, Nhân Trạch bao năm qua vẫn nằm ở dạng đô thị tiềm năng, nhiều dự án khu dân cư vắng người xuống cấp và khiến nhiều người gọi là thành phố ma. Chắc chắn đây là thành phố ma. Anh chị và các bạn không tin thì có thể thực địa vào những cái dự án có hiện nay đang hiện hữu tại đây. Điểm chúng tôi muốn chia sẻ nữa mà anh chị và các bạn lưu tâm rằng là Chúng tôi vẫn nhắc lại là cầu rồi sẽ được xây nhưng khi nào xây và khi nào xong thì chưa biết. Giá của bất động sản của khu vực Đồng Nai rồi cũng sẽ tăng, nhưng mà tăng bao nhiêu phần trăm và trong bao lâu thì chắc chắn chúng tôi có thể khẳng định rằng là cái dư địa tăng của đất Đồng Nai sẽ không còn nhiều và thời gian để có thể tăng với một cái dư địa nước là gấp đôi giá hiện nay, tức là tôi lấy một cái giá gọi là trung bình ở những cái gọi là miếng đất gọi là đất, đất sạch mà thổ cư có thể lên gọi là số đỏ thổ cư mà 100% là đất sạch với cái mức giá trung bình khoảng 25 triệu thì để tăng được gấp đôi thì tôi chắc rằng nó phải gọi là diễn ra trong vòng từ 5 tới 7 năm sắp tới và có thể nếu được gấp đôi mức đó thì chắc là phải đến khi mà cầu uh, cắt lái thay thế được hoàn thành còn khi nào hoàn thành thì chúng tôi cũng không chắc lắm. Theo dự kiến là 2025 thì mới có thể khánh thành được cầu này với cái điều kiện là cả hai phía thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai phải thúc đẩy nhanh cái dự án này. Điểm cuối cùng mà chúng tôi muốn chia sẻ với anh chị và các bạn đó chính là chúng ta phải lưu tâm một điều thế này. Để có thể lấp đầy được dân cư, dân cư là con người nó không phải là chuột cũng không phải là dán mà có thể là mau chóng trong vòng một năm để có thể đẻ người có thể đẻ nhanh ra người để có thể lấp đầy dân cư được mà hai điểm có thể làm cho dân cư uh, lấp đầy được một là cái việc gọi là dịch chuyển dân cư dịch chuyển dân cư thì nó phải liên quan đến câu chuyện đó là công an việc làm mà muốn có công an việc làm thì phải có những cái dự án liên quan tới gọi là khu công nghiệp hoặc là những dự án mà mời chào à, cái công ăn việc làm để dân cư họ dịch chuyển giống như là có một cái trào lưu dịch chuyển dân cư từ phía Bắc vào phía Nam các cái tỉnh miền Trung vào phía Nam để mà vào các khu công nghiệp làm ăn trong giai đoạn 2012 2016 và trước đó nữa thì mới có thể dịch chuyển được dân cư và như vậy thì rõ ràng là thành phố Nhân Trạch muốn hay không muốn phải mở rộng và phát triển nhiều hơn các cái khu công nghiệp cũng như là thu hút thêm nhiều nhà máy thì mới có thể thu hút được dân cư về đây điểm thứ hai nữa đó là dân cư lấp đầy bằng việc tức là áp lực dân cư từ những cái khu vực khác đặc biệt là thành phố thành phố hồ chí minh là cái thành phố trọng trọng lõi cho ba thành phố vệ tinh thì thành phố hồ chí minh phải có cái áp lực nhất định không giống như hà nội cũ ngày xưa Hà Nội, Hà Nội bây giờ thì thực ra cũng không áp lực nữa bởi vì đã mở rộng về phía Hà Tây rồi nên là cái diện tích khá là lớn nên cũng không áp lực nữa. Thì thành phố Hồ Chí Minh khác hẳn so với các thành phố khác là bởi vì cái diện tích của thành phố Hồ Chí Minh là khá lớn, số quận huyện là khá nhiều và cái mật độ dân cư thì như chúng tôi vừa nói là mật độ trung bình cũng chỉ hơn 4.000 người trên 1 km vuông thôi nên thực tế là nó cũng không có quá nhiều áp lực và không quá nhiều áp lực thì dẫn đến câu chuyện là sẽ không có cái việc áp lực để đẩy dân hoặc là giống như kiểu là giản dân ra những cái khu vực khác thành phố vệ tinh và vậy thì cái việc mà lấp đầy được cái thành phố nhân trạch này thì là một cái bài toán tiếp tục còn phải bỏ ngõ liệu nó là một cái câu chuyện mà dân cư À, có lắp đầy được hay không trong 10 năm tới là một câu chuyện rất khó nên anh chị và các bạn nếu có đầu tư vào uh, bất động sản của nhân Trạch thì chỉ nên ưu tiên cho những người mà là dân chuyên về đầu tư bất động sản có kỹ năng lướt sóng kỹ năng phản ứng và uh, gọi là kiểm tra cái đất có sạch hay không đất có dính pháp lý hay không bởi vì một cái thành phố mà nó còn rất nhiều những vấn đề Cá về quy hoạch cũng cá về cái thúc đẩy phát triển thì chúng ta rất dễ sẽ dính phải những cái vấn đề pháp lý cộng với câu chuyện là giá đất thì nó có thể tăng rất nhanh vẫn rất, rất nóng nên là nóng trong một khoảng thời gian và hoàn toàn có thể ngay lập tức trở lại là đóng băng hoặc là sẽ bị lạnh lại nên không khuyến nghị cho những anh chị em và các bạn nào mà không có một cái trình độ nhất định cũng như là cái kỹ năng giao dịch bất động sản nhanh lẹ và có cái kỹ năng giao dịch đã thành thâm niên hoặc là kinh nghiệm thì không nên tham gia Điểm chúng tôi chứng minh cho anh chị và các bạn thấy nữa rằng là có một điều chúng ta phải nên nhớ rằng là khi cây cầu được kết nối thì là kết nối với đơn vị nào. Thì thưa với anh chị và các bạn, cầu cắt lái kết nối là sẽ kết nối với quận 9. Vậy chúng ta phải nhìn vào quận 9 xem là áp lực dân cư ở quận 9 đã nhiều chưa. Thì nếu như mà với góc nhìn mà con mắt thường của người trần mắt thịt thì chúng tôi thấy rằng là khu vực mà hiện nay tôi đang ở là khu vực đối xuân hợp quận 9 thì cái việc mà mật độ dân cư ở đây có đông không thì thưa là không đông, còn rất nhiều đất đai ở đây có thể phát triển được. Chưa kể là những cái khu vực mà quanh cái khu vực Vincom quận 9 rồi những cái khu vực mà liên quan tới khu quanh nhà thờ Hoài Linh ở dưới đường Phú Hiểu rồi rất nhiều những cái khu vực mà quận 9 còn rất nhiều. Thì nói về mặt gọi là người trần mắt thịt nhìn vào thực tế là đất đai còn rất nhiều nên áp lực về dân cư để mà gọi là gián dân là không có. À để đưa ra số liệu cụ thể thì thưa anh chị và các bạn thì chúng ta sẽ coi cái số liệu về quận 9 thì diện tích quận 9 là 114 km vuông. Tổng cộng dân cư hiện nay của quận 9 là có 316.000 người à, 316.450 người thôi và mật độ hiện nay là 2.775 người trên 1 km vuông so với mật độ trung bình của thành phố Hồ Chí Minh thì còn thấp hơn rất nhiều bởi vì mật độ trung bình của thành phố Hồ Chí Minh là 4.363 tức là mật độ của quận 9 chỉ bằng một nửa mật độ của thành phố Hồ Chí Minh thôi do đó thì cái việc mà để lấp đầy thành quận 9 cũng là một bài toán còn đang phải bỏ ngõ rất rất là lâu nhiều người sẽ cho rằng là quận 9 là khu vực sình lầy còn rất nhiều Nên việc lấp đầy là không thể Thưa anh chị và các bạn là Bây giờ trang thi thiết bị máy móc và những cái việc mà hút cát, bơm cát rồi san lấp mặt bằng là điều Thậm chí là biến mà họ còn có thể lấp được Thì thành phố Hồ Chí Minh mà quận 9 mà bây giờ là sình lầy mà không làm được Thì điều đó là điều không phải Tuy vậy thì cái nhu cầu thực tế phát triển hạ tầng dân cư ở thành phố Hồ Chí Minh có hay không và muốn lấp đầy được thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt là quận 9 thành phố Hồ Chí Minh thì phải có rất nhiều những dự án mà một trong đó thì đó là dự án khu công nghệ cao 2 à, có thể sẽ được Vincom xây dựng trong thời gian sắp tới thì may ra thì mật độ của quận 9 có thể lấp đầy hơn một chút nhưng để bằng với mật độ trung bình của thành phố Hồ Chí Minh thì còn rất lâu đó là tất cả những cái gì mà chúng tôi có thể nghiên cứu để chia sẻ với quý anh chị em và các bạn. Anh chị và các bạn có thể lên mạng vào trang bất động sản com để có thể gọi để test một số cái giá đất ở bên Nhân Trạch Đồng Nai và so sánh với cái mức giá trung bình tại quận 9 hiện nay thì nằm ở khoảng tầm từ 25 tới 60 triệu một mét vuông 25 triệu 25 đến 30 triệu một mét vuông ở khu vực gọi là gần giáp với Đồng Nai à, ở phía cầu đội gần giáp với cầu Đồng Nai là tầm giá đó Còn nếu như ở cái khu vực mà đường Đỗ Xuân Hợp hoặc là đường Lê Văn Việt Thì mốc giá quanh quanh của các cái trục đường này ở đường Trương Cá Thì nó nằm ở khoảng tầm từ 50 triệu một mét vuông Còn phía Đồng Nai thì anh chị và các bạn nên chủ động test xem là bên đó giá thành như nào Và so với bên này rồi sau đó chúng ta đưa ra những cái quyết định về cái câu chuyện là dư địa có còn tăng nữa hay không và có nên đầu tư hay không tuyệt đối không được đầu tư vào đất gọi là đất không sạch, đất không có sổ đỏ, đất trồng cây lâu năm hoặc đất nông nghiệp. Bởi vì những cái khu vực mà chúng ta lên Google Maps có thể search toàn cảnh của khu vực nhân trạch thì chúng ta hoàn toàn có thể thấy rằng là rất đà, hội tụ rất nhiều các cái yếu tố có thể bị giải tỏa trắng. Nên anh chị và các bạn nên lưu tâm một nguồn tin và có thể được đáng tin khá là đáng tin cậy nhưng mà chúng tôi không chắc chắn 100% là khoảng 83% đất nhân trạch Đồng Nai hoàn toàn có thể sẽ bị giải tỏa trắng 83% đất trên dạy Đồng Nai hoàn toàn có thể hoàn toàn có thể bị giải tỏa trắng với cái việc mà quy hoạch tổng thể lại nhân trạch Đồng Nai giai đoạn 2020 2030 đó là một vài cái thông tin hữu ích mà muốn cung cấp với anh chị và các bạn để cân nhắc đầu tư tất cả những thứ đó thì anh chị và các bạn hoàn toàn chỉ là những thứ chúng tôi vừa chia sẻ thì anh chị và các bạn hãy tham khảo thêm các nhà đầu tư bất động sản khác các kênh về thông tin bất động sản khác để đưa ra cái góc nhìn tổng thể hơn, hãy đưa ra những cái bình luận thêm cho của anh chị và các bạn ở dưới video này, cũng như là hãy để lại nhớ cái cảm nhận của mình về cái câu chuyện đầu tư bất động sản ở hiện nay, bởi vì về tổng thể chúng tôi đã có nhiều video nói với anh chị và các bạn là thị trường bất động sản đang có những cái dấu hiệu suy yếu liên quan đến tín dụng, liên quan tới uh, cái chu kỳ tăng trưởng của thị trường bất động sản và đất nhân giải đồng nai chắc chắn sẽ không nằm ngoài cái xu hướng chung của thị trường bất động sản nói chung trên toàn quốc. Do đó thì chúng ta hãy tham khảo thêm những video khác của Thắng ơi trên kênh. Thắng ơi, nhớ là đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Thắng để đạt 50.000 sub và 100.000 sub trong thời gian sắp tới. Đặc biệt là 50.000 sub trong vài tháng tới. thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn. Cảm ơn quý anh chị em và các bạn đã luôn đồng hành cùng với Thắng ơi. Video này có phần hơi dài. Anh chị và em và các bạn theo dõi đến thời thời điểm này thì thực sự là rất rất cảm ơn anh chị và các bạn rất nhiều. Hãy luôn ủng hộ chúng tôi và hãy cho chúng tôi biết là anh chị và các bạn muốn nghe thêm những cái chủ đề nào đang nóng hổi đang cần phải được dễ, chia sẻ thêm để anh chị và các bạn nắm thêm thông tin thì hãy để lại bình luận ở bên dưới. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong một cái chương trình tiếp theo. Thân ái và hẹn gặp lại.